Chào các bạn nhá. Thì hôm nay là tôi lại bắt đầu tiếp tục đi tìm hiểu cùng anh em, là tìm hiểu thêm về một cái con như thế này. Thì vừa rồi là có một số người là có cái chưa thống nhất được cái tên gọi này nó là gì. Thì tôi khẳng định đây là cái khởi động từ. Đấy, mình hiểu lúc nào đây là cái khởi động từ. Mình phải khẳng định đây là cái khởi động từ. Đấy, nếu tên nước ngoài người ta gọi là contactor. Đấy, mình phải hiểu thế nhá. Thế tại sao nó là khởi động từ? Thì là mình cứ hiểu lúc nào là cái con này nó khởi động bằng từ. Đấy, từ là từ gì? Từ là mạch từ. Đấy chưa? Đấy. Thì cấu ta phải hiểu được cái cấu tạo bên trong nó như thế nào. Cấu tạo của cái này, trong này là nó gồm có một cái lõi thép hình chữ E, hai nửa hình chữ E, có một phần động và một phần tĩnh. Đấy, coi như vậy là đây, nôm na như thế này. Đây, ta chạy như này. Đây. Đây nó là cái lõi thép chữ E như này. Đấy, cái phần thứ nhất, đây là cái phần này là tĩnh, nó gắn chặt với vỏ, thấy chưa? Thế phần thứ hai này là coi như vậy là phần động. Đấy. Thì coi như vậy là khi có điện vào, à sẽ cái cuộn dây sẽ được quấn trên cái lõi bên dưới này, nhá. Đấy, thế còn cái lõi thép bên trên này là phần động thì nó có thể lên hoặc xuống được, và nâng lên, hạ xuống. Nâng lên thì là do cái lò xo nó lắp ở đây. Đấy nhá. Thế còn hạ xuống được là do khi người ta có điện, nó có cuộn dây quấn đây mà. Đấy, khi có điện thì nó tạo thành một cái lực hút điện tử, thì nó hút cái lõi thép động này xuống cái lõi phần tĩnh này. Thấy chưa? Đấy, mình chỉ hiểu lúc này thôi. Đấy. Thì đây, tôi đã vẽ sẵn ra đây rồi nhá. Tôi đã vẽ sẵn ra đây rồi cho anh em nhìn cho nó rõ. Thì gồm có một cuộn dây. Đấy, đây là một cuộn dây này. Đấy, nó quấn ở trên cái lõi thép này. Đây, trên lõi thép này nhá. Đấy. Và coi như vậy là khi ta cứ cấp điện vào đây A1, A2 này là nó sinh ra một lực hút điện tử. Nó hút cái lõi thép 2 này chặt vào cái lõi thép 1 này. Được chưa? Thế còn cái tiếp điểm này, cái bộ tiếp điểm này nó có hai phần, là có bộ tiếp điểm chính và bộ tiếp điểm phụ gắn vào đây. Đấy. Nếu xảy ra được có điện, khi có điện vào cuộn dây này, cái này nó sinh ra lực hút, thì cái phần này nó gắn vào cái phần động của cái lõi thép động này. Được chưa? Hút xuống thì là nó sẽ tạo ra từng những cái cặp tiếp điểm thông nhau từ trên dưới. Đây, ví dụ đây cặp tiếp điểm chính này thì là coi cái này nó hút vào đây, cái đỏ này này nó hút vào đây, nó dính vào đây thì coi tạo nên thông mạch từ đây xuống đây, từ đây xuống đây và từ đây xuống đây. Đấy, thế đó. Thế còn đây là cặp tiếp điểm phụ, thì khi nó hút thì cái này, cái bên dưới này này, cái phần này này nó đang đóng, nó hút về đây mà, nó hút xuống đây mà, thấy chưa? Nó đang đóng thì nó sẽ nhả ra, và cái này nó đang mở đấy, thì nó sẽ đóng lại. Đấy, mình chỉ hiểu nôm na cái cấu tạo về cái cơ bản hoạt động của một cái khởi động từ nó là như thế. Thế còn tác dụng của cái này là gì? Tác dụng của cái này, của cái khởi động từ này, nó là cái cầu nối dẫn điện. Mình phải hiểu nó là cái cầu nối dẫn điện từ nguồn điện đến các thiết bị về sau, đằng sau nó. Đấy nhá. Thế nên là qua như vậy chúng ta phải hiểu được cái ngọn ngành, cấu tạo, công dụng của nó, thì đến lúc ta mới làm việc, ta mới lắp đặt vào tủ bảng nó mới, mình không hiểu thì mình biết thế nào mới lắp. Đấy nhá. Đấy nhá. Đấy. Thế nên là cái này là chúng ta phải lưu ý nhá. Và khi vẽ ra cái sơ đồ gọi là ở điện thì ta chỉ hiểu thế này thôi. Đây, gồm có một cuộn dây quấn trong cái lõi thép, đây là mạch từ, thấy chưa? Và đây là cái tiếp điểm thường mở, vì nó là không có cái gì đóng lại thì người ta gọi là thường mở, đúng không? Đây là tiếp điểm chính. Đấy. Nhá. Có thể là có 3 cặp tiếp điểm nhá. Cũng có loại nó chỉ có 2 cặp tiếp điểm thôi. Đấy, ví dụ đây, nó chỉ được, bỏ cái này đi, nó chỉ có 2 cặp tiếp điểm này thôi nhá. Đấy. Đấy. Thế và như vậy là cái tiếp điểm phụ này là nó sẽ gắn liền trên cái khởi động từ này. Đấy, ví dụ như trong cái trường hợp này thì 3 cái này là tiếp điểm chính này. Đây này. 1, 2 cặp, 3 cặp là tiết điểm chính nhá. Và cái tiết điểm phụ đây này, cái phần đây bé bé đây này. Đấy, nó gắn đây. Đấy, nó gắn vào bên cạnh này. Có những khởi động từ nó chỉ cần có một cái cặp tiết điểm phụ này thôi nhá. Nhưng có những loại khởi động từ do nhu cầu điều khiển, thấy chưa? Có thể người ta gắn hai cái cặp tiết điểm phụ này vào đây nữa, thấy chưa? Thế nên mình phải hiểu thế. Đấy. Và chính xác cái này tên Việt Nam gọi là khởi động từ, tức là khởi động bằng từ. Đấy. Và ở tên nước ngoài gọi là contactor. Đấy, mình hiểu thế thôi. Đấy. Ở một mạch điện điều khiển mà người ta chỉ dùng có một cái khởi động từ này thôi
thì gọi là khởi động từ đơn, tức là mạch khởi động từ đơn. Thế còn người ta dùng từ hai khởi động từ đổ lên thì người ta gọi là mạch khởi động từ kép. Cũng như dây quấn động cơ cũng thế, trong một rãnh mà nó chỉ có một tép dây nằm ở đấy thì người ta gọi là gì, quấn lắp đơn. Thế còn trong một cái rãnh đầy của cái động cơ mà người ta lại vào từ hai tép đổ lên chồng lên nhau thì người ta gọi là gì, lớp kép. Đấy, khởi động từ nó cũng như thế đấy, đại khái nôm na thế nhá. Đấy, thì như vậy là gì, dựa vào coi như vậy là cái đặc tính của cái khởi động từ như này đấy, thì coi như vậy là chúng ta sẽ nắm được nhiều cái thứ khác nữa nhá, phải hiểu được cái vấn đề đấy. Thế còn thì dơ lên nhiệt đấy, thì là cái phần dơ lên nhiệt là cái phần nó lắp vào đây, đây đây, cái này là dơ lên nhiệt nhá. Thế nên là chúng ta nếu mà ông nào mà coi không tin thì coi như vậy giờ đi ra hiệu mua hỏi vào bán cho tôi cái khởi động từ, không bao giờ người ta bán cho các ông cái dơ lên nhiệt này nữa nhá. Thế nhiều người lại bảo là cứ phải lắp cái dơ lên nhiệt này vào mới gọi là khởi động từ, thế là sai nhá. Khởi động từ là khởi động từ, dơ lên nhiệt là dơ lên nhiệt nhá, dơ lên thời gian là dơ lên thời gian, không phải là cứ phải lắp cả cái củ khởi này vào mới cái dơ lên nhiệt này vào mới lại cái dơ lên thời gian vào thì coi như vậy chúng ta mới có được thành cái khởi động từ, như thế là sai, thấy chưa? Đấy. Thế và như vậy là nếu trong một mạch điện nhất có nhất thiết phải lắp khởi động từ vào không mới thành một bộ điều khiển, không cần thiết nhá. Bởi vì là gì, làm sao? Ví dụ giờ người ta dùng một cái khởi động từ này, dùng hai cái nút nhấn thường đóng và thường mở và chúng ta vẫn có thể điều khiển được một cái con động cơ hoạt động chạy bình thường. Bởi vì động cơ ba pha giờ đa phần trên thị trường những cái động cơ ba pha nó có cần gì phải cái dơ lên nhiệt để bảo vệ đâu, nó vẫn chạy bình thường, đấu trực tiếp vẫn chạy bình thường nhá. Đấy, thế nên chúng ta phải nắm được để hiểu được cái vấn đề như thế. Rất nhiều người bảo là coi vậy tủ bằng điện là cứ phải có đầy đủ hết cả dơ lên nhiệt, cả khởi động từ, cả dơ lên thời gian, đấy mới làm được cái tủ khởi động, tủ điều khiển. Không phải nhá, chúng ta chỉ cần khởi động từ là một, các nút nhấn là hai và một số thứ nữa, không cần có dơ lên nhiệt nhá. Đấy, không cần có dơ nghe thời gian nhá, chúng ta vẫn làm được tủ bảng điện nhá. Nhưng ở cái tủ là nó sẽ không đầy đủ thiết bị, nên rất nhiều người học máy móc là bảo là trong một cái tủ bảng điện nó cứ phải có đầy đủ cái nọ kia, như thế là sai đấy. Thế nên là hôm nay là tôi nói thế. Và đặc biệt như thế này, trong một cái động cái khởi động từ nó có ba cặp tiếp điểm này, 1, 2 và 3 này, chúng ta có thể dùng cả ba cặp này, thấy chưa? Nhưng cũng có thể chúng ta chỉ cần dùng hai cặp này thôi, còn bỏ ra cái một cặp này vẫn dùng bình thường, thấy chưa? Bởi vì là làm sao? Bởi vì là miễn là chúng ta khi cái khởi động từ này nó hoạt động thì chúng ta chỉ cần dùng, ví dụ khởi động từ ba pha này, khởi động từ nó có ba cặp tiếp điểm này mà ta dùng để điều khiển một cái động cơ máy bơm nước chẳng hạn, thì lúc này ta chỉ cần dùng cái cặp này và cặp này thôi, thấy chưa? Ta có cần gì phải dùng đến cặp này đâu, ta bỏ ra vậy ta vẫn có thể dùng được nhá. Đấy, rất là đơn giản. Thế nên là lưu ý thế nào.